À, thưa thầy, chúng con đã dùng những cái cây búa vuông gai như thế này trong từ những buổi học rất là lâu rồi. Mọi người dân địa chẩn dùng cái búa vuông gai này để chữa bệnh rất lâu, nhưng mà mọi người lại không biết được là vì sao mà lại có một cái cây dụng cụ mà nó rất là khác biệt so với những cái cây lăn, cây giò, cây cào. Thì thầy có thể kể cho chúng con nghe về cái lịch sử của cái cây dụng cụ này không ạ? Tất nhiên là được rồi. Bởi vì như thế này, thầy mãi là sáng tạo ra những cái dụng cụ để mình chữa bệnh như bây giờ mấy em biết á. Thì bữa nay đặc biệt nói về cái dụng cụ mà có nhiều người nghĩ không biết tại sao đặt cái tên là búa gôm gai. Thứ hai là không biết đẻ ra cái cây nào vào lúc nào. Bị nhiều người nói thầy sao thầy đẻ ra nhanh quá. Nhiều người có khi không biết tên gì nữa. Rồi thầy đặt tên cũng hay. Thế thì bữa nay xin nói cái này. Cái thời gian thì khoảng là những năm đầu của ở trong lịch sử diện chẩn. Năm đầu tức là nghĩa là trong khoảng 5 năm đầu, tức là tìm ra diện chẩn là năm 1980, ngày 26 tháng 3. Thì trong những năm đầu, nghĩa là những trong những 3 năm đầu hay 5 năm đầu đó, thì không nhớ đích xác nhưng mà biết là những năm đầu. Thì nhớ là khi mình đã có cái quan niệm rằng ở trên mặt là một cái thứ ruộng, thì trong đó mình sẽ chế ra như cái cào, cái trục rồi giống như cái lăng là giống như trục rồi, rồi quay dò. Thì cái này nó là một trong những cái mà mình nghĩ rằng để thay thế, giống như bây giờ mình thấy mình đi xe không ra, đi xe nói chung xe gắn máy á, thì mình thấy là cái người thợ nó muốn mở xe gắn máy để họ sửa thì họ phải ghi dụng cụ chứ, chứ làm sao ra bằng tay được. Thì mình nghĩ cái dụng cụ đó là nó cái trợ cụ làm cho mình giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn. Thì hồi đó thầy thấy là người ta bị viêm họng đó, thì mình gõ vậy nè, ví dụ gõ con nè, đó nè, bị đến có những nguyện như vậy 2, 7, 5, 14 này kia đó. Thì khi bệnh ra đau lắm cho nên gõ như thế này, đây nè, gõ này thầy thấy nè, coi như mà đau nghe tay thầy mạnh như thế. Thì mình nghĩ mình nó đỡ, mấy người cũng tay sao, ví dụ mấy cô móng tay sao gõ, hay là nó nhỏ nó gõ yếu lắm thì phải thế thì ngủ chứ. Thì mình nhớ hồi đó thì trong châm cứu nó có cái mai qua châm, tức là những cái này. Tất nhiên mai qua châm mà gõ qua đài giáp tích lại gõ phía sau lưng đó, ta để dành tay gõ cái đó thôi, hoặc là một vài trường hợp gì khác là trong châm cứu nó cũng có, nhưng mà nó bé lắm, tức là cái mũi kim nó bé, còn mình không thấy gõ mạnh sợ nó chảy máu à. Và nó có là bảy đinh gọi là thất tinh châm, gọi là thất tinh châm. Thì mình mài cái này mài tròn nhẵn cho nó không có bén nè. Nhưng mà tất nhiên là nếu mình gõ về mình cũng sợ, thế thì mình chế ra cái đầu gươm này, nó vừa có tính âm dương. Bị gì làm như cái trong máu thịt thầy lúc nào cũng nghĩ về âm dương mà, cho nên cái gì mới có âm dương, có đầu này phải có đầu kia, chứ bây để một đầu không mà làm nó buồn, nó bỏ đầu ví dụ như nó châm cứu nó buồn, nó cứ vậy nè, mà gõ mạnh thì không được. Thế thì mình kêu cái người thợ đó, họ làm thêm cái búa đầu cao su này này. Tất nhiên nó cũng hơi nhỏ nhỏ tí. Để khi mà mình gõ như nè, đó mình gõ như nè. Mà như các bạn đã biết rằng khi mà người ta có bệnh á, là cái cơ thể nó nhạy cảm, cái vùng mà có tương ứng với cái nơi đang có bệnh nó nhạy cảm hơn bình thường. Do đó mặc dù mình gõ nhẹ người ta vẫn cảm thấy đau nha. Chứ không phải là mình nói là mình gõ gì mà không đau. Thế thì mới chế ra cây này. Thì làm thử. Thì tất nhiên đầu tiên là mấy người viêm họng thì mình sẽ gõ người ta đau đau, nhưng mà còn gõ chừng khoảng mười mấy hai chục búa gì đó, hỏi coi làm sao, lúc nào cũng hỏi coi làm sao, có thấy bớt không, bớt bao nhiêu phần trăm. Chứ mình cứ gõ hoài mà mình không có hỏi thì mình sẽ không biết kết quả nó được hay nó tốt hay không. Do đó thì thấy có kết quả thì thấy cũng ngừng. Rồi thầy gõ những cái nơi khác, ví dụ nhức đầu mình gõ vậy cũng được, mình gõ búa gai cũng được, ví dụ mình gõ trán này nè theo cái bộ vị đầu. À, rồi cái mà ấn tượng trong thời gian nó có những người, nghĩa là người ta bị viêm chu vai á, thì người ta dở tay lên không lên. Thì viêm chu vai là một trong những cái mà nhờ cái dụng cụ này nè mà đem được sự ấn tượng cho cái người bệnh nhân cũng như người ta nhìn ngoài á. Vì các bạn biết là có hai người quan trọng là người xăm lăn vậy nè, gõ tất nhiên theo nguyên tắc thì thường thường gõ 30 cái, có khi gõ không tới, nhưng mà gõ xong là bắt người ta làm nữa. Thì
gõ như là mình gõ chừng mấy lần, mỗi lần chừng 300 cái là có người bật đưa lên như này. Thì ông Vũ Thắng là học trò thầy năm 1993 đó, ông khóa 19, thì ông rất thích là cái vụ gõ này cho những người bị liệt á. Thế thì ông gõ này ông gặp, cũng gặp nhiều trường hợp mà Vũ Thắng gõ vậy là lập tức người ta giơ tay lên, gây ấn tượng rất mạnh. Thì cái đó phải nói là gây ấn tượng rất mạnh, là một cái mà thầy cũng nhớ mãi. Còn cái viêm họng thì giảm đau thôi mà không gây ấn tượng mạnh, tại vì lúc người ta giơ tay không lên mà tự nhiên quả người ta giơ tay lên ai chẳng ngạc nhiên. Thì cái đó có nhiều người làm cũng được, gồm hai quyền đó. Còn cái mà gây ấn tượng như thầy đó mà gọi là nó là những sốt, mà cái thầy gặp một trường hợp người ta cảm sốt do người ta trúng mưa rồi đó, là không chịu thay quần áo, không chịu là hồi đó tất nhiên những người ngoài đó không chịu uống thuốc, và người ta bị lạnh rồi do công việc gì ta cứ để trong tay áo nó thấm vô trong, thì nó phát sốt ở sau. Thì ở bên trong lý bên phía bên trong thì tiếng Hán Việt đồng ý là lý bên trong, ở trong thì nó lạnh, lạnh cứ rung như này. Bên ngoài thì sốt có thể nó 39-40 độ. Thì thầy đã giải quyết bằng cái này, thay vì mình dùng phác đồ nghĩa là ôn lý giải biểu ha, thì mình sẽ không làm vậy, thì mình không lấy dán cao sang bát vậy, mình chỉ gõ khắp mặt. Bây giờ tự nhiên khắp mặt nha, gõ hết trên này, gõ hết này, vừa chỗ nào chưa, thế thì gõ thử thôi, thì gõ thử thôi chứ thầy không có bị, cô này cũng không có bị trường hợp đó, thầy không thấy gì đâu. Nhưng mà cái người mà bệnh đó mà gặp trường hợp này thì họ đau lắm, rất đau luôn. Gõ cái đầu cao su này nè, bây giờ người ta bị lạnh thì mình phải gõ vậy chứ. Gõ đầu cao su là nó làm cho người nó nóng mà, thì mình gõ hết vậy không, thì lúc mình gõ đó người ta cứ rúng rồi mình ta không có đau hay đâu đó. Nhưng mà gõ 3 lần là toát hơi ướt áo luôn, và đồng thời thì họ mất cái lạnh ở bên trong, còn ấm, cảm thấy ấm, và bên này là mát chứ không sốt nữa. Và tất nhiên mồ hôi là nó ra như tắm được sao nó khô rồi, nó ra hết rồi, khi mát xong rồi tự nhiên nó khô lại thôi, từ từ thôi. Thì có đôi khi những một lần đầu thôi lại hết rồi, tất nhiên gõ 3 lần nha, gõ 3 lần kết quả hết thì là coi gì giải được bệnh luôn, nó nhanh thần tốc luôn. Thì đó có hai cái mà mình thấy ấn tượng nhất là gõ viêm chu vai đó, với lại cái mà nghĩa là bên trong nó ngoài sốt mà ở trong lạnh đó. Thì cái này là thầy thấy ấn tượng nhất. Nhưng mà anh Vũ Năng Xuyên là đó cũng làm cái này đó, thì nhớ trong 10 năm đầu đó, nhớ mang máng vậy, anh chữa 1.000 mấy trăm bệnh nhân á, thì anh toàn dùng cái búa này không à, tức là chữa nhiều loại bệnh khác nhau đó, chứ không phải là chữa một vài bệnh như thầy kể đâu. Ví dụ nhức đầu, đau cột sống, đau tử gì, tức là anh gọi theo vùng, chứ không cần đích xác là cái này phải 39 rồi nè, của cái này nó phải là 50, cái này 39 này nè, hay là 37 rồi nè. Thì nó không cần phải đích xác quyền, mà gọi theo vùng thì đúng hơn. Nhưng mà anh chữa rất nhiều loại bệnh chỉ bằng cái búa thần này đâu. Thì thầy đặt tên là búa thần là như thế, và tất nhiên ảnh hồi đó anh có cái đầu này chứ không có cái đầu này. Chữa được không biết bao nhiêu là bệnh nữa, không biết bao nhiêu là bệnh nữa. Đó thì con còn hỏi gì nữa không? Cái tên đầu tiên của cái cây này là búa thần. Mà thầy có kể với con vài lần là thầy cứ bắt nó đi khắp nơi mà thầy nói. Sau này thì không có cái tên khác là búa mai hoa. Thế vì sao thầy lại gọi búa mai hoa với thầy búa gông gai thì con nghe. Gông gai là tên dân giả, tên dân gian cho người ta hiểu thì tên gông là biết rồi. Mình nghe giống cái gai thì lại gông gai. Gông gai còn búa mai hoa. Mai hoa là danh tự trong cái đông y. Đông y người ta có chế là cái loại này. Người thích tinh châm hay là búa mai hoa là người ta gõ qua đại giáp thức, tức là gõ hai bên cuộc sống nó có cái tên vậy mà. Thì thường ta gõ đi người ta trị bệnh, chứ không có đa dạng quá, như mình không chữa quá nhiều loại bệnh như mình. Mà mình có đầu âm, đầu dương, đầu âm. Còn người ta thì không phân biệt âm dương gì cả, thường ta có một phía thôi. Và hai nữa là các bạn nên nhớ rằng người ta không có cái này mà nó gọi là nó co giãn được, đào hồi được nha. Cái cây búa mai hoa nó thẳng một cái cọng tròn. Cái cọng tròn mà nó cứng, cọng tròn cứng để người ta và người ta gõ nhẹ nhẹ thôi. Còn đây của mình làm là nó phải elastic, tức là nó dẻo dai, nó có thể là đàn hồi được, nó đàn hồi được. Mà làm khó làm lắm, cái này phải đọc như là người kỹ thuật cao người ta mới làm được cái này. Thì thầy thấy rằng cây này hiện nay có lẽ chúng ta nên phục hồi trở về vị trí tác dụng ban đầu của nó, mà một thời rất là quan liệt. Búa thần bởi vì thầy ấn tượng là sao do chế nhiều cái cây mới.
Rồi thứ hai nữa là do nó quên. Và thứ hai nữa là nó hơi lượm thượm là khi mình bỏ trong túi thì không được. Nhưng mà nếu mình ở nhà mình chữa bệnh thì được. Mình ở nhà mình chữa thì cái này. Với lại cái chỗ này nè, kinh nghiệm là những người mà có bệnh nhân đông ấy thì thường dùng cái này lợi hại hơn. Là chưa bao giờ còn làm nhánh cao mất cũng thì giờ đó. Thì cái cây này lợi hại là tiền bố nhân quá. Thì một đống ví dụ cả 100 người, 200 người thì chơi cái này là tốt nhất. Tức là cũng gõ quyền thôi hoặc là gõ vùng. Thì theo nguyên tắc là diễn chẳng là khi mà người ta nó bệnh thì nó hiện ra nhạy cảm ở những cái vùng hoặc là những cái điểm đau, những cái huyệt ấy. Cái nhạy cảm không bình thường cho mình dòng, tuy là mình gõ nhẹ nó vẫn là người bệnh vẫn thấy đau. Mà chính cái chỗ dấu hiệu mình nói đau đâu gõ đó, đau đâu gõ đó và đau đâu dán đó. Thì cái đó là một cái nguyên tắc rất đơn giản. Cho nên á, thầy khuyên là các bạn diễn chẳng, học sinh diễn chẳng nên bắt đầu tập làm quen với cái này, mặc dù nó lâu quá nhưng mà nó bị những cái mới lấn áp cho nên bây giờ nên phục hồi trở lại để thì các bạn sẽ thấy sự kỳ diệu của nó. Và thứ nhất là nếu ai mà đông bệnh nhân thì đỡ tốn giờ, nhưng mà không phải chuyện đỡ tốn giờ mà chính ra cái hiệu quả thần kỳ của nó. Cho nên thầy mới đặt tên là bố thần là vậy, hiệu quả thần kỳ của nó. Ví dụ những cái viêm họng thì mình gõ là vẹo cổ mình gõ 156 nè, gõ vậy ngồi lắc cổ là mà tại sao nó nhanh, con biết tại sao nhanh không? Tại sao hiệu quả nó thần kỳ không? Tại vì như thế nó bộ số. Thí dụ như bây giờ mình gõ, thí dụ mình ấn mình cảm thấy tỉnh thì nó giống như dấu cộng đi, giống như mình cộng đi, cổ này giống như nhân rồi. Ví dụ vậy thì đó là mình giống như mình nhân á, mình chứ gì. Còn cái mình ấn nó giống như dấu cộng mình cộng trừ nhân chia đó thì cái này là dấu nhân. Bởi vì khi mình gõ thì nó bộ số nó có độ tinh á, nó tinh như nè, nó độ đàn hồi đó, nó làm cho khiến cho nó cái tác dụng nó bộ số lên, nó mới đẻ ra những cái rất là thần kỳ. Có thấy sao thấy đúng không? Đây cái vùng này nó tê đó thì bởi vậy thì cho nên có lẽ là cái này ít bữa là trái hạn. Con nhớ là ở nhà mẹ con á, còn cái cây này cũ ngày xưa nó có cái đầu đỏ này. Ờ, cũng được, cũng cao su màu thôi chứ có màu thôi. Là cao su màu à? Màu, tại có bây giờ ta thích dùng màu đen là vì ta thấy là cái màu này nó bền hơn. Cái cao su đen nó bền hơn. À, chứ còn kia nó gãy đâu vì nó gãy cao su. Cái đầu đó. Đầu cũng hơi màu đỏ. À cũng có màu đỏ, màu đỏ lợt thôi. Màu đỏ. Màu đỏ thì đúng không? Nhưng mà sao ta thấy cao su này nó bền hơn, màu đen nó bền hơn. Thì nên ta đổi cái màu thôi chứ không thành vấn đề. Nhưng mà thầy cho rằng cái mãi là cái bộ số đó, tức là nó nhân lên cấp số nhân, cho nên như thế nó mới đẻ ra những cái mà kết quả rất là thần kỳ. Mà chứ không phải là mình ấn là dấu cộng, mình ấn chậm là dấu cộng. Thì thầy nghĩ vậy đó thì có lẽ là đúng như vậy, cho nên nó mới đẻ ra những kết quả rất là thần kỳ. Các bạn nên nhớ để mà lưu ý cái này để tập sử dụng cho quen. Tại vì khi mình có nhiều dụng cụ mình cũng không biết cái cây nào nó tiện cho mình. Nhưng mà mình không biết, tức là mình không biết khám phá. Các bạn nên nhớ là diện chẩn là khám phá. Và chúng ta phải căn cứ vào thực tiễn mà để mà đánh giá cái giá trị của một dụng cụ nào đó. Ví dụ cây này có người bất ngờ khám phá là gì? Làm những cái khác không hết. Cái chuyện làm này nó hết. Thì người ta muốn ngạc nhiên quá. Tại sao cây này được bỏ quên lâu quá. Thì lâu quá không có dùng. Vì tới có nhiều cái người hay quên rồi chống chán mà. Hay quên là chống chán kể cái bản thân thầy. Thầy ra cái mới thì tự nhiên thầy cũng quên cái cũ. Thầy lo mình nghĩ về phía trước không thì không ngoái được biết sao. Thì nó tình hình như vậy. Còn một câu hỏi nữa mà khi mà trong lớp học các bạn hay hỏi thầy, là khi mà học đến cây này xong rồi học cái cây sâm mứt gừng á, thì các bạn nói là cái đầu gai, cái đầu gôm này nè, thì thay cho cái sâm mứt gừng là các bạn dùng đầu này được không? Hoặc là dùng sâm mứt gừng thì nó có gì khác nhau không? Các bạn hỏi như vậy. Sâm mứt gừng thì cũng có độ xanh nhưng mà có cái nó không có độ tưng. Độ tưng vì cái này nó có cái này đàn hồi cho nó có độ tưng. Độ tưng này. Thì nó mạnh hơn, nó bộ số. Còn sâm mứt gừng nó phân tán ra. Nó tản lực. Nó đánh này nó cũng tản lực. Gõ nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Sao ý con thấy thế nào? Hai cái dụng cụ nó đều có cái khác nhau, là cái đầu á. Cái này nó là 7 đinh cùng một lúc, còn cái kia nó chỉ có okay. một đầu đinh nhưng mà nó sầm nhiều. Sầm nhiều tức là thiếu cái độ nảy, không có độ nảy. Độ nảy hai cái nó tác động nó cũng khác nhau. Rồi bữa nào thầy sẽ nói về cái tác dụng của cái sợi nhiều
cây sông Bức Gừng. Bữa nào mình có đề tài khác. Dạ. Bữa sau thì thầy sẽ nói về lịch sử cây sông Bức Gừng, rồi cây sông Cá thì rất nhiều những cái dụng cụ khác nữa. Rồi, rồi. Chào các bạn. Xin chào bạn nha.